Các bạn, hôm nay quay để giới thiệu với các bạn những loại dễ trồng vào mùa hè các bạn ơi. Bao gồm có cúc lá nhám này, cúc bách nhật và màu gà. Rất là rực rỡ vào mùa hè các bạn ạ. Dĩ nhiên là còn có cúc vạn thọ nữa. Nhưng cúc vạn thọ thì không dễ trồng cho lắm. Điển hình đây mình quay cho các bạn xem. Nhìn thấy không, đang chết. Đang chết vì nấm gốc đấy các bạn. Mưa là nấm gốc. Đây là loại lùn nhé các bạn nhé. Vạn thọ lùn thế các bạn ạ. Không phải cao đâu. Nhưng mà khi trồng vào mùa hè thì nó cũng cao như vậy đấy. Đây là lá nhám này các bạn này. Lá nhám đơn đấy các bạn. Mình đã để lại mình thu hạt rồi. Mình không thu hoa nữa. Đúng ra là nếu cứ cắt liên tục thì đến rằm tháng 7 nó vẫn được thu các bạn. Hoặc là mình cắt nuôi xuống luôn, mình trẻ hóa nó ấy, thì nó vẫn được thu, nhưng mà mình để lấy hạt thôi. Năm nay lấy hạt hơi sớm là tại vì là muốn lấy hạt của cái này này các bạn này. Để tránh nó bị nai tạo, nai tạp giống đấy. Nên là mình thu cái kia trước. Nên hôm nay mình sẽ cắt hết hoa của tất cả các cái này đi. Để lấy hạt mới các bạn ạ. Đây là dòng này thì nó không bị thoái hóa các bạn nhé. Là nhám kép thì đa phần là các dòng nó sẽ bị thoái hóa theo thời gian đấy các bạn. Nhưng mà đây là mấy dòng mình gieo đây thì nó không bị thoái hóa. Nên là mình có thể lấy hạt mình gieo lại như thường các bạn. Đây chẳng điển hình như đây là bông. Đấy này các bạn này. Đây là F3 rồi này các bạn này. Vẫn rất là đẹp nhé. Đây cái này là F3 rồi đấy. Không phải là F1, F2 đâu các bạn. F1, F2 bông nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà nó cũng đắt lắm các bạn. Cái hàng nhập ngoại thì thường nó rất là đắt so với thu nhập của người Việt. Cái này Đà Lạt họ cũng trồng, họ cắt hoa đấy, cắt cành ấy. Nhưng ở chỗ mình thì cắt cành không bán được các bạn. Nên là mình chỉ để mình thu, mình bó hoa đĩa thôi các bạn ạ. Nó rất là nhiều màu ấy. Trắng, hồng, vàng, tím, đỏ. Và cả màu xanh cốm này các bạn này. Cái loại lá nhám này thì nó rất là ít hạt nhé. Và nó hay bị chết nữa các bạn ạ. Hôm trước có bạn bảo mình là cây lá nhám của bạn ấy gieo sao nó không ra kép các bạn. Mình hỏi bạn ấy mua loại hạt gì, bạn ấy bảo bạn ấy mua 50.000 một lạng. À không phải một lạng, một gói 10 gram hay sao đấy. Một lạng hình như là 200 mấy các bạn. Hàng Trung Quốc. Không phải là mình chê hàng Trung Quốc các bạn ạ, hàng nội địa Trung Quốc nó rất là tốt. Hạt giống nó cũng phân nhiều loại đấy. Nhiều các cái mức khác nhau, nhưng bạn ấy mua cái hạt trồng cảnh quan và hạt để trồng thu hoa nó khác nhau các bạn. Chẳng hạn như cái loại kia bạn có thể trồng cảnh quan được. Nhưng mà cái hạt thu hoa thì các bạn phải trồng cái loại này các bạn này. Loại này thì nó rất là ít hạt. Hôm nào mà mình muốn nó có hạt đấy, đây mình vặt cho các bạn xem này. Cả một cái bông như này luôn, nhưng mà nó không có hạt đâu các bạn ạ. Không có, gần như là không có hạt nào ấy. Nó chỉ có 1-2 hạt thôi. Còn nếu mà muốn có hạt đấy là hôm nào đó là mình phải đi mình thụ phấn cho nó đấy các bạn. 10 giờ trưa. 10 giờ trưa mang cây bút vẽ ra các bạn ạ. Xong rồi đi mang một cái nọ nước nữa các bạn nhé. Đây này, đây là cái nhụy của nó này các bạn này. Đấy, cái nhụy của nó đấy. Là phải đi mình cọ phấn từ cái này này các bạn này. Đây. Đây này, nhị này các bạn này. Cọ phấn ở phần dưới này, bây giờ đây nó hết phấn rồi. Lá nhám này nó rất là ít phấn các bạn nhé. Nó không nhiều phấn như cái lá nhám đơn kia đâu. Thế nên là phải đi cọ từ cái bông đấy sang cái nhụy của cái bông khác các bạn. Chẳng hạn như cái bông này thì nó có khả năng hình thành hạt dễ này các bạn này. Nhưng mà nó cũng rất là ít hạt nhé. Thôi đằng nào cũng nói về việc lấy giống rồi, thế nói luôn về việc lấy giống đi các bạn. Đây mình cho các bạn xem. Gần như là không có hạt đâu các bạn ạ. Cái dòng này dòng hoa to nên là nó bị tiêu biến cái phần đấy này rồi. Mà mua tính theo gam thì là không có đâu các bạn. Cái này là nó chỉ tính theo hạt thôi. Hàng F1 của nó là nó đếm hạt. Một gói 1.000 hạt cũng mấy triệu đấy các bạn ạ. Chứ không phải là mấy trăm nghìn đâu. Còn cái hàng mà
Đây, cái giống này nó lại có một cái nhược điểm là nó rất là hay bị bọ trĩ các bạn. Thu hút sâu, thu hút bọ trĩ cực kỳ luôn. Là nhám xương rồng đấy các bạn, dòng cát tút đấy. Cát tút dòng xương rồng này. Nhìn nó ở chụp ảnh thì nó rất là đẹp nhé, nhưng mà nhìn ở ngoài thực tế thì mình thấy nó kiểu nó rối mắt quá. Còn đây nữa các bạn. Mình lại quên mất tên của cái dòng này rồi. Cái dòng này bông nó không to lắm nhưng mà được cái là nó hạt nó khá là tốt các bạn. Cây nó cũng rất là yếu nữa. Đây là màu gà đây. Mùa hè thì trồng cái gì dễ. Màu gà là dễ nhất rồi. Bên kia thì mình đã thu hết rồi các bạn. Bây giờ thu đến bên này. Chiều cao của những cái cây màu gà này nè. Đây các bạn này, ngang với đầu mình luôn rồi, 1m7. Đây các bạn. Nhà mình màu gà thì nó cũng khá là nhiều màu mà mình không, năm nay mình lười mình không phân loại màu ấy. Dày nữa các bạn ạ. Tại vì hôm trước gieo xong là lười không tỉa ấy. Nên là nó dày như thế này nó không có nhánh ấy các bạn. Muốn trồng cắt cành thì đơn giản thôi. Dĩ nhiên là động vào màu gà Bombay nó cũng mấy nghìn một hạt cũng rất là đắt. Mà cái màu gà này thực ra thì mình cũng không cắt cành bán được bao nhiêu đâu các bạn. Chủ yếu là để cắt bó hoa đĩa thôi. Đây nữa các bạn này. Cúc na nhám các bạn. Cái mùa này thì mình chỉ gieo toàn cánh kép thôi. Bên này thì chỉ có chủ đạo là màu hồng và màu tím các bạn. Dùng để bó hoa đĩa cho nó lệch màu với màu gà đấy. Nên là chủ yếu là màu hồng và màu tím thôi. Còn màu đỏ là màu gà nó cân hết rồi các bạn. Đây. Dòng này là dòng Lilliput đây các bạn này. Cái bông nó bé và nó tròn vo. Càng nở nó sẽ càng tròn các bạn. Đây các bạn này. Nó sẽ thành quả cầu luôn đấy các bạn ạ. Cái dòng này thì nó lại nhiều hạt nhé. Nó khá nhiều hạt đấy. Nó dễ lấy hạt nên là mình không ấy. Mình không không cần phải cách ni nó các bạn. Thì cái hạt phấn của nó hình như là nó không thụ phấn với cái này ấy. Mình để giống nhiều năm mà nó không hề nó bị nai tạp luôn các bạn. Còn cái thằng này mà để lẫn phấn với cánh đơn này nó sẽ ra cánh đơn các bạn nhé. Đây. Cái bông các bạn nhìn thấy cánh đơn thế này thôi nhưng dần dần ở trong này nó sẽ ra thêm cánh nữa các bạn ạ. Đây này, các cái lớp cánh nó sẽ ra dần dần nó chồng thêm lên. Đây, lớp cánh sau này các bạn này. Cái chồng này thì nó mới bị bọ trĩ gây hại rất là nặng đấy các bạn. Mình hôm trước mình mới đi phun thuốc thôi. Phun một lần thuốc. Đây nữa các bạn, cúc lút áo này. Màu trắng này, màu tím này. Có màu hồng nữa. Đây là dòng cao. Những cái này thì đều là những cái giống dòng OP dễ dàng để giống luôn các bạn. Đây cao màu hồng này. Đây nhắm màu cá hồi đây các bạn. Cái dòng này cũng thuộc cái dòng Lilliput đấy nhưng mà thực ra là nó khác các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cái cánh của nó không? Cái cánh của nó xẻ đuôi ấy các bạn. Đuôi nó xẻ chứ nó không như cái thằng kia. Thằng kia là cánh nó nguyên còn cái thằng này là cánh nó xẻ này. Xong là nó có viền viền ấy. Cái cây này thì giống nó cũng đắt luôn. Tiếp tục đến dòng cúc bách nhật này. Cái này thì thực ra là chẳng có ứng dụng gì đâu các bạn ạ. Đây này, cái này là do mình thích mình trồng thôi này. Mình thích mình cái dòng này thì mình trồng thôi chứ cái dòng này thì mình không sử dụng. Nếu để cắt cành bán thì được nhưng mà ở đây mình không bán được cái này bằng cắt cành. Nhưng mà mình cũng có các màu đấy các bạn. Màu cắt min này. Màu cam này. Màu đỏ này. Đấy ba màu các bạn. Rất là đẹp nhá. Với ba màu cao kia nữa là 6 loại rồi. Còn đây là nùn này. Thực ra là thích thì trồng thôi. Trắng nùn đấy các bạn. Hồng nùn này. Và tím nùn này. Cái dòng nùn này thì hoa nó không to các bạn ạ. Nhưng được cái cây nó gọn đấy. Cây nó gọn nó dễ dàng. Mình trồng cảnh quan thì nó đẹp. Nó thành nùm nó dễ trồng ấy.
Chứ còn để nhìn hoa thì nó không rực rỡ bằng cái thằng cao kia đâu các bạn. Các bạn nhìn thằng cao kia kìa, hoa nó rực rỡ hơn nhiều. Cái này cũng chỉ là để đổi đất tận dụng của cái mùa hè thôi các bạn. Nếu mà không trồng thì cỏ nó sẽ như thế này này các bạn này. Đây mới phun thuốc cỏ này các bạn. Đấy, chỉ quên đi vài ba trận mưa khoảng tầm 1 tháng thôi là cỏ nó như vậy rồi đấy các bạn ạ. Mình mới phun đấy. Cùng 2 luống nữa để cho các bạn xem. Đấy, luống màu gà và luống cỏ đây các bạn. 2 luống bên cạnh nhau nhé. Ồ. Khoai mì va. Cái này thì có lâu rồi, đợt trước mình cắm đại vào đây nhưng mà không ngờ nó lên. À đây nữa. Màu gà lùn đấy các bạn. Dòng này thì đi mua đấy các bạn ạ. Nó không có hạt đâu. Rất là đẹp nhé. Nó cứng cáp các bạn. Nhưng mà mình thì mình không thích nó bằng cái màu gà kia. Có cái màu gà đuôi phụng nữa các bạn. Màu gà đuôi phụng thì nó không giống màu gà lửa đấy các bạn ạ. Nó không giống như là cái màu gà phụng vĩ đâu nhé các bạn nhé. Hai cái đấy nó khác nhau ấy. Đây các bạn. Mùa hè thì chỉ có thế thôi. Chỉ cần vậy là đủ rực rỡ rồi các bạn ạ. Đây, chào các bạn nha.